Năm nay, người trồng sầu riêng của huyện Krông Park nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung đón nhận nhiều niềm vui khi sầu riêng Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Và cũng là lần đầu tiên huyện Krông Park tổ chức lễ hội sầu riêng. Những ngày này, vườn sầu riêng của ông Trần Văn Chiến ở xã Ia Rồng đang chiếu quả chờ người thu hái. Vườn sầu riêng của gia đình ông được chọn là một trong những vườn sầu riêng mẫu để du khách tham quan tại lễ hội sầu riêng lần thứ nhất năm 2022. Theo được rất là khoảng cuối tháng 8 này đầu 9 thì huyện sẽ tổ chức cái lễ hội sầu riêng Cà Đông Bách. Thì đối với là người trồng sầu riêng như tôi thì cũng rất là phấn khởi, là vì huyện nhà đã tổ chức cái lễ hội sầu riêng và quảng bá cái thương hiệu cái trái sầu riêng của huyện đến cho mọi người trong cả nước được biết và cái chất lượng sầu riêng của Cà Đông Bách, và không những trong nước mà ngoài nước. Thì đó là cái phần là rất là phấn khởi đối với những người dân trồng cà phê, như trồng sầu riêng như gia đình tôi. Thì hiện nay thì doanh nghiệp chúng tôi thì cũng đang mở rộng cái mã vùng trồng cho các huyện của tỉnh Đắk Lắk như là Cư Bà Nga, Cà Long Búc, rồi Cà Long Năng, rồi Cà Long Bắc này cũng đang mở thêm những cái xã lân cận để cho được số lượng nhiều, tương đối khoảng tầm 6-7 ngàn hect. Thì để cho đủ cái điều kiện phục vụ cho cái mã cơ sở đóng gói. Tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 15.000 hecta sầu riêng, chiếm 17,6% và đứng thứ hai cả nước về diện tích trồng sầu riêng. Trong đó, huyện Krông Park được coi là thủ phủ sầu riêng của tỉnh với gần 4.000 hecta, diện tích cho thu hoạch khoảng 2.600 hecta, sản lượng ước tính đạt 40.000 đến 50.000 tấn trên năm. Trong những năm gần đây, huyện Krông Park đã chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ người dân trồng sầu riêng thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối giao thương để tìm đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời đẩy mạnh việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, người sản xuất sầu riêng áp dụng những quy trình sản xuất an toàn theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất hữu cơ, xây dựng quản lý vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, các cơ sở chế biến, đảm bảo việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu. Lễ hội sầu riêng huyện Krông Park lần thứ nhất năm 2022 diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 là bước ngoặt để nâng tầm thương hiệu các sản phẩm từ trái sầu riêng của địa phương. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn như lễ khai mạc với chủ đề Sầu riêng Krông Park khát vọng vươn lên, hội nghị kêu gọi thu hút đầu tư và phát triển nông nghiệp bền vững huyện Krông Park năm 2022, hội chợ triển lãm các sản phẩm OCOP, các sản phẩm trái cây của địa phương, thăm trang trại trồng chuối xuất khẩu 200 hecta tại xã Vụ Bồn, tham quan khu di tích lịch sử đồn điền Kada, trải nghiệm thưởng thức sầu riêng tại vườn, thăm nhà máy sản xuất giày da Thái Bình và lễ bế mạc với chủ đề Hương sầu riêng trên dòng sông huyền thoại. Lễ hội còn có sự tham gia của Hoa hậu môi trường Việt Nam Nguyễn Thành Hà, Miss Teen United Nations, Trương Phương Nga, Miss Teen International Onan Ngô Ngọc Hân với các hoạt động truyền thông quảng bá. Đặc biệt, lần đầu tiên huyện Krông Park nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn bay khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách tại quảng trường khu vực Hồ Tân An. Lần đầu tiên huyện Krông Park tổ chức lễ hội sầu riêng Krông Park lần thứ nhất năm 2022 thì về công tác chuẩn bị thì chúng tôi đã chỉ đạo thành lập các cái ban chỉ đạo, ban tổ chức ngay từ đầu năm. Và đến giai đoạn hiện nay về sơ bộ thì toàn bộ các cái nội dung chương trình theo cái kế hoạch đề ra thì chúng tôi đã cơ bản đã hoàn thành, từ các cái nội dung liên quan đến kịch bản, liên quan đến công tác phân công trách nhiệm cho từng cái bộ phận để chuẩn bị các cái nội dung này, thì đến nay thì cơ bản cũng đã đảm bảo được khoảng từ 7-80%. Và còn một cái phần quan trọng nữa là chúng tôi đang tập trung cho cái công tác vận động xã hội hóa cho cái hoạt động này. Việc tổ chức lễ hội sầu riêng Krông Park lần thứ nhất năm 2022 cũng là dịp địa phương quảng bá hình ảnh, thương hiệu địa phương cho du khách mọi miền. Đây cũng là dịp để địa phương xúc tiến mời gọi đầu tư, đẩy mạnh việc tiêu thụ sầu riêng và các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.